Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi HT Learning Center. Sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Toyota Place Garden Grove 1-800-357-6738. Jean và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Thảo Yên hoan cho tôi trở lại với quý khán thính giả, và từ tối ngày hôm qua đã có một breaking news tại thủ đô Washington sau khi Bộ Tư pháp đã đến nhà của một thiếu nữ làm việc cho cơ quan NSA, là một người làm thầu khoán mà thôi. Thế nhưng trong lúc làm việc đã ăn cắp những hồ sơ. Nội dung của vụ bắt giữ này cũng như cuộc điều tra của cơ quan NSA và Bộ Tư pháp diễn biến ra sao? Thảo Yên, tình hình cho đến này như thế nào? Vâng, thưa quý vị, đây là hình ảnh của người thiếu nữ này. Cô gái này có tên là Reality Winner, năm nay mới 28 tuổi mà thôi, là một người làm theo hợp đồng contractor cho một cái công ty có tên là Blue Ribbon International Corporation ở Georgia. Và cô này đã bị cơ quan NSA và Bộ Tư pháp cáo buộc là đã cố tình ăn cắp tài liệu mật từ cơ sở chính phủ và gửi đi cho một cơ quan truyền thông. Và cơ quan truyền thông đó là một tờ báo có tên là The Intercept. Vâng, đúng rồi thưa quý vị. Trên mạng mà thôi. Vâng, thì cái tài liệu mật mà cô Winner lấy cắp được cho là một cái bản ghi nhớ, nhưng mà là một báo cáo rất là chi tiết của cơ quan NSA về cái việc mà tin tặc của Nga đã tấn công an ninh mạng và vào một cái công ty của Hoa Kỳ, và một cái công ty này chuyên cung cấp phần mềm để mà cho các cuộc bỏ phiếu tại khắp 14 tiểu bang ở Hoa Kỳ. Mặc dù là không có bằng chứng nào cho thấy là bất kỳ số phiếu bầu nào bị ảnh hưởng bởi cái vụ tấn công này. Và cô Winner bị bắt vào tối ngày hôm qua ở nhà riêng tại Georgia, và cô đã khai với công tố viên rằng cô đã cố tình ăn cắp cái bản ghi nhớ này. Thì được biết là một cái cuộc kiểm tra nội bộ từ công ty mà cô Winner làm việc cho thấy cô này cùng với 5 người khác đã từng in cái tài liệu mật này ra. Tuy nhiên chỉ duy nhất Winner là người đã liên lạc với tờ báo The Intercept. Và rồi tin thêm cho biết là cô này đã từng phục vụ 6 năm ở trong quân ngũ và chỉ mới làm việc cho công ty Blue Ribbon từ hồi đầu năm 2017 này mà thôi. Và hiện nay các công tố viên đang cáo buộc cô này với cái tội làm gián điệp, thưa quý vị. Mà nếu mà bị kết tội thì có thể lãnh mức án đến 10 năm tù giam. Và nói đến Edward Snowden, và hành động của cô này cũng tương tự như Edward Snowden, và đã có một cuốn phim về Edward Snowden đã diễn ra. Và sau khi nhìn thấy bức ảnh của cô gái này, đây là hình ảnh mà chúng tôi được nhìn thấy từ ngày hôm qua. Và tôi nhớ ngay có một khuôn mặt của một nữ tài tử. Và trong phim Spider-Man, ngay lập tức tôi mới nhớ ra đây. Và quý vị nhìn kỹ nha. Christine. Something. Mary Jane, bạn gái của Spider-Man, có vị thấy giống không? Đấy. Như vậy thì cô này chắc chắn sẽ được chọn để đóng vai của Reality Winner, thưa quý vị. Và đây là trang mạng TheIntercept.com. Và đây là trang mạng hôm nay. Từ ngày hôm qua, họ đã đăng toàn bộ những cái dữ liệu thông tin mà cô Reality Winner đã in ra, vừa bỏ vào trong cặp, bước ra khỏi cơ quan của mình, một điều cấm kỵ. Có điều đó là họ nói rằng cô không dám dùng cái USB để mà copy, bởi vì khi mà copy như vậy là báo động liền. Đó, nhưng mà cô được quyền in ra để đọc hoặc là highlight, cái là đánh dấu xong rồi gửi lên cho cấp trên. Nhưng mà tất cả những gì làm việc đó phải để yên ngay bàn làm việc. Thì cô gái này bạo gan, và có người nói đó cô là người không ủng hộ ông Trump. Đó là lý do tại sao cô đã có những hành động được xem là nông nổi này. Và cơ quan tình báo họ nói rằng cái hành động của cô nó quá ư là đơn giản, và thực sự khi mà cô làm, cô biết thế là quỷ bắt, nhưng mà cô vẫn làm. Tiết lộ. Và đây họ nói rằng tất cả toàn bộ các chi tiết, mặc dù họ sau khi cái nguồn tin này đưa ra đó, thì thực sự cơ quan NSA họ chỉ điều tra, bởi vì
khi mà họ thấy là cơ quan tình báo quân đội của Nga đã thực hiện một vụ tấn công tin tặc vào ít nhất một trong công ty cung cấp nhu liệu về bầu cử. Thứ nhất, tấn công về công ty cung cấp nhu liệu bầu cử, và công ty này cung cấp cái nhu liệu đó, thí dụ như là ở quận Cam thì Garden Grove có một cái máy, khi cái máy đó để làm gì? Để bọn chúng có thể là tìm cách phá hoại cái lá phiếu bầu. Thứ nhất. Thứ hai đó là bọn tin tặc gửi đi một cái spear phishing email. Phishing email nó tương tự như là một cái email mà khi chúng vị bấm vào mà xem á, là lập tức nó lấy được cái hồ sơ của quý vị ở trong máy của mình, và nó theo dõi quý vị từ đó gửi đến 100 local election officials, tới những người đứng ra để tranh cử vào năm 2016 khi cuộc vận động tranh cử diễn ra, hơn 100 local election. Và đây là những diễn biến, mặc dù kết quả cái cuộc này thì Thoa thấy rằng là cũng không có bằng chứng rõ ràng gì để xem Nga có thành công trong việc mà thay đổi cái kết quả bầu cử. Cái vấn đề chính là như vậy. Bây giờ thì mình biết được rõ ràng là Nga đã tấn công tin tặc, mà ông Putin thì cứ từ trước đến giờ cứ nói là có thể là một tên nào đó yêu nước. Ông còn nói như thế đấy quý vị. Có thể là có những kẻ yêu nước, người Nga yêu nước và đã giúp chính phủ. Chứ còn thực sự thì ông cũng như là chính phủ Moscow không làm việc đó. Thế nhưng ngày hôm nay đây là phía mà cơ quan NSA đã có, là đến từ cơ quan tình báo quân đội Nga đã thực hiện vụ tấn công tin tặc này, xảy ra vào thời điểm cũng nhiều khó khăn cho ông Trump. Nhất là sự căng thẳng giữa ông Trump với những người lãnh đạo của London. Chúng ta cũng còn biết là ngay sau vụ tấn công hôm thứ Bảy đó, thì vào ngày Chủ nhật thì ông Trump đã đưa ra một những hàng loạt các Twitter và chỉ trích ông đô trưởng thủ đô London là ông Khan. Ông lại là một người gốc Hồi giáo nữa. Trong cái lời tuyên bố của ông Khan á, ông chỉ nói là người dân London đừng có nên quan tâm quá về cái sự hiện diện đông đảo của binh sĩ. Đó, họ đang làm nhiệm vụ của những người cảnh sát binh sĩ này, thì quý vị yên tâm đừng có quá ư là so sợ. Ông Trump ông lại lấy một cái đoạn trong đó ra để mà ông chỉ trích ông đô trưởng này, là nói rằng là tại sao 7 người chết, nhiều người thiệt mạng, bao nhiêu người bị thương vụ tấn công khủng bố, mà ông lại kêu gọi người dân đừng có quan tâm làm sao. Thế là chỉ trích ông thị trưởng Sadiq Khan. Ngày hôm nay ông Sadiq Khan ông tuyên bố thái độ của ông Trump không xứng đáng để nhận lãnh sự tiếp rước của nước Anh, và yêu cầu ông nước Anh đừng hủy bỏ các cuộc đón tiếp. Trước đây thì thủ đô London cũng đã ngỏ lời mời, khi bà thủ tướng Theresa May gặp ông Trump đã ngỏ lời mời để ông Trump sang. Tuy nhiên đã có tới 2 triệu chữ ký của người dân Anh đề ra là yêu cầu nữ hoàng Anh không tiếp kiến ông Trump, chỉ xem đó là một cuộc viếng thăm bình thường chứ không có tổ chức quốc yến khoản đãi. Và thường là quý vị còn nhớ là ngay cả khi Tổng thống và bà Michelle Obama sang London cũng đã từng được nữ hoàng Anh tiếp kiến và hai người đã vui vẻ. Giờ đây thì cái áp lực càng ngày càng gia tăng, và nhiều người cũng đã lên án những gì mà ông Trump đã tuyên bố. Thứ nhất đó là ông Trump không hề tweet, đầu tiên là không hề tweet cái lời chia buồn với những nạn nhân, mà ông lại tweet cái sự mà chỉ trích và nói lên cái vụ tấn công khủng bố là vấn đề mà lỏng lẻo về an ninh đại khái. Sau đó rồi đó thì ông Trump mới ngỏ lời chia buồn với những nạn nhân này. Thì hiện nay các cuộc căng thẳng về ngoại giao giữa Anh, chưa kể đó là bà quan điểm của bà Theresa May với ông Trump cũng có nhiều vấn đề căng thẳng nữa, thưa quý vị. Bà Theresa May hiện nay đang bị chỉ trích vào ngày thứ năm này. Vào lúc mà ông James Comey có cuộc điều trần ở Quốc hội thì xảy diễn ra cuộc bầu cử ở Anh. Lẽ đương nhiên nó xảy ra trước đó khoảng 7 giờ đồng hồ so với giờ địa phương. Nhưng mà thứ năm là cuộc bầu cử để bầu lại những cái thành viên trong đảng, và người ta đang lo ngại là có thể bà Theresa May mất ghế và chiếm đa số. Bà là phe bảo thủ và hiện nay
tùy theo cái tình hình này, ông Sadiq Khan, thị trưởng London đó, là chỉ trích cái hành động của bà Theresa May trước đây. Bà cắt giảm 20.000 cảnh sát cho thủ đô để mà viện cớ vì tình hình ngân sách eo hẹp. Bây giờ ông Khan ông nói rằng đó cũng là lý do tại sao trong vòng 30 ngày qua đã xảy ra đến 3 vụ tấn công khủng bố vào London, thưa quý vị. Chúng tôi trở lại ngay sau bản quảng cáo, gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý trong ngày.